Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Chuyến thăm Trung Quốc diễn ra trong 3 ngày của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Tham gia đoàn có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng tham gia đoàn còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và một số ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trợ lý Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối với xu thế phát triển của quan hệ hai đảng, nhà nước trong thời gian tiếp theo. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiến hành thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị mới thể hiện sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Dự kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự lễ đón chính thức và có cuộc đàm thoại với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết, hai bên sẽ thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước đi sâu trao đổi về việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm đặc biệt, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu để hoạt động cách mạng. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm một số địa điểm ở Trung Quốc nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc gặp với Hội hữu nghị, nhân sĩ, tri thức Việt Nam và Trung Quốc. Thông qua chuyến thăm, hai bên cùng ôn lại lịch sử phát triển, quan hệ hai đảng, hai nước, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Đại sứ Hùng Ba cho biết, phía Trung Quốc kỳ vọng và mong đợi chuyến thăm sẽ tiếp tục kế thừa tình hữu nghị Trung Việt, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và thế giới. Trung Quốc mong đợi chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Việt Nam Net trao đổi với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba về ý nghĩa chuyến thăm và tiềm năng hợp tác hai nước trong thời gian tới. Đại sứ Hùng Ba chia sẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh sẽ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm một số địa điểm ở Trung Quốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc gặp với Hội hữu nghị, nhân sĩ, trí thức của Việt Nam và Trung Quốc. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm là sự tiếp nối sau chuyến thăm tới Việt Nam rất thành công vào năm 2023 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với sự phát triển quan hệ hai đảng, hai nước và cũng là thể hiện sự ưu tiên trong chính sách ngoại giao, đối ngoại của mỗi nước.
phía Trung Quốc kỳ vọng và mong đợi chuyến thăm sẽ tiếp tục kế thừa tình hữu nghị Trung Việt, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng, soạn thảo văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Vì vậy, theo tôi, chuyến thăm cũng là cơ hội để hai bên trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý đất nước. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hồi cuối năm 2023 thành công tốt đẹp. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự tiếp đón trọng thị và hữu nghị, thân tình dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Trung Quốc và Việt Nam đang nỗ lực cùng nhau thực hiện những nhận thức chung cấp cao cũng như tuyên bố chung hai nước. Việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đã có những bước khởi đầu rất tốt. Về quan hệ chính trị, sự trao đổi, giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước luôn được duy trì chặt chẽ. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời, thông qua các hình thức linh hoạt đã có trao đổi chiến lược mật thiết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Phạm Minh Chính lần thứ hai tới Trung Quốc để tham dự hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cũng có các chuyến thăm tới Trung Quốc rất thành công. Về phía Trung Quốc, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Phó Ủy viên Trưởng Nhân đại Toàn quốc, Bộ trưởng Tư pháp cũng lần lượt thăm và làm việc tại Việt Nam. Bí thư các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam có cuộc gặp với bí thư 4 tỉnh của Việt Nam có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Về an ninh quốc phòng, hai nước hợp tác ngày càng thực chất hơn, đạt được những tiến triển tích cực. Tháng 4 vừa qua, quân đội hai nước đã tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 8. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đổng Quân có cuộc hội đàm rất hiệu quả với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Phan Văn Giang. Hai nước đã thiết lập đường dây nóng giữa Quân chủng Hải quân Việt Nam và Chiến khu miền Nam, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ngoài ra, còn có những chuyến thăm của tàu quân sự và giao lưu sĩ quan hai nước. Về kinh tế, thương mại, tiếp tục duy trì đà phát triển. 7 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại song phương theo thống kê từ phía Trung Quốc đạt 145 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ. Theo tôi được biết, thống kê từ Việt Nam còn ở mức tăng cao hơn. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt 2,1 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,22 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 92,4% trong tổng lượng xuất khẩu sầu riêng Việt Nam ra nước ngoài. Hai nước đang đẩy nhanh hoàn tất thủ tục để xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, dừa tươi Việt Nam sang Trung Quốc. Về đầu tư, hồi tháng 8, trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc Lý Gia Siêu có chuyến thăm đến Việt Nam. Kim ngạch đầu tư của Hồng Kông, Trung Quốc sang Việt Nam trong 7 tháng đạt 2,19 tỷ USD, đứng thứ 2. Trung Quốc cũng đầu tư 1,64 tỷ USD, đứng thứ 4. Về số lượng dự án đầu tư mới Việt Nam sang Trung Quốc thì vẫn xếp thứ nhất. Về du lịch, 7 tháng đầu năm, có hơn 2,1 triệu du khách Trung Quốc đến Việt Nam, đứng thứ 2 trong số các nước có khách nước ngoài đến Việt Nam. Có thể nói, hai nước đã nỗ lực cùng nhau thực hiện tuyên bố chung năm 2023 về phương hướng hợp tác 6 hơn, thúc đẩy tất cả các lĩnh vực và đạt được những kết quả tích cực. Năm nay, tròn 100 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc để hoạt động cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó cùng các lãnh đạo Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ thiết lập quan hệ rất đồng thắm. Trong cuộc tiếp trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc Lý Gia Siêu, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm đã khẳng định Hồng Kông, Trung Quốc là địa danh gắn bó chặt chẽ, lưu dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2025, kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 75 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Ôn lại lịch sử để thấy rõ mối tình thắm thiết Việt Trung vừa là đồng chí vừa là anh em, thể hiện sinh động quan hệ hai đảng hai nước. Theo tôi, hai nước cần tiếp tục kiên trì thực hiện những định hướng chiến lược mà lãnh đạo hai đảng đã đề ra, kiên trì sự dẫn dắt chính trị của hai đảng đối với quan hệ hai nước, ủng hộ lẫn nhau đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước, thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Thời gian tới, tôi cho rằng trong hợp tác, cơ hội vẫn nhiều hơn thách thức. Tuyên bố chung năm 2023 đã đề ra phương hướng 6 hơn, trong đó có kiểm soát và giải quyết tốt hơn những bất đồng. Cần tuân thủ nhận thức chung, kiên trì đối thoại để kiểm soát, giải quyết bất đồng, không để ảnh hưởng đến quan hệ, tình cảm nhân dân hai nước.
Đại sứ Hùng Ba khẳng định: "Năm nay, tôi rất vinh dự khi hai lần hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất coi trọng việc phát triển quan hệ Việt Nam, Trung Quốc. Những ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tôi, trong đó có 3 ý kiến quan trọng. Thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng quá trình cách mạng của Việt Nam liên quan chặt chẽ tới quá trình cách mạng của Trung Quốc. Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập đất nước, giải phóng của dân tộc, hai nước đã kề vai sát cánh, cùng chiến đấu, kết nên mối tình hữu nghị nồng thắm. Thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải kiên định đi theo con đường mà lãnh đạo tiền bối thế hệ trước đã chọn, phải kiên trì, kiên định với định hướng và nhận thức chung mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đạt được, thúc đẩy vững chắc việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Thứ ba, đây là điều tôi ấn tượng nhất khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng tình hình quốc tế đang diễn biến sâu sắc và phức tạp hơn bao giờ hết. Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường đoàn kết và hợp tác để ứng phó với thách thức, chung tay thực hiện mục tiêu chiến lược chung. Theo tôi, cụm từ mục tiêu chiến lược chung có ý nghĩa hai bên cần ủng hộ nhau trong thực hiện hai mục tiêu 100 năm mà hai đảng, hai nước đã xác định.